Xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn Mọi quay trở người lại. nha. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Dân Tộc Tây Bắc của mình nhá. Đây, hôm nay là gia đình mình sẽ ăn món con trai nhá. Con trai nướng. Đấy. Giờ là Khai sẽ chế biến cho mọi người nhá. Hôm nay là một chậu trai luôn. Đây, con rất là to béo. To ngậy quá. Đấy. Chế biến được Khai nhá. Trong con này nhiều nước lắm ấy. Một ngày con này lọc nước phần mấy chục lít ấy một con ấy. Qua nó lọc nước rất là giỏi luôn trên con này. Đấy, được nhiều phết mà đúng không? Đây, mấy con kia để làm canh đi Khai. Nửa kia được rồi, trong con này nhiều nước lắm, nửa thôi. Nhiều nước lắm con này. Đấy, chuẩn bị sôi. Sôi rồi mọi người ơi. Một tí là được rồi. Bởi vì cái này mình không luộc chín đâu. Tí còn nướng nữa. Chẳng qua là mình luộc lên để mình thấy con thịt con trai này dễ hơn thôi. Đây, trong lúc chờ đợi đã Khai sẽ thái ớt này, băm tỏi này. Có xả không Khai, có cho xả không? Đây, thái xả, băm xả để làm gia vị tẩm ướp mọi người ạ. Tỏi còn chưa bóc này. Tỏi còn chưa bóc à? Đây, Khai chuẩn bị một lọ chin su tương ớt, một lọ nước mắm. Đấy, đang bóc tỏi, xả với ớt thì cũng thái, tí vẫn thái cho thêm ít nữa Khai nhỉ. Một chẩm chéo nữa, Khai sẽ lấy cả chẩm chéo này tẩm ướp vào Khai. Một lọ chẩm chéo như thế này thì mọi người mua về thì ăn được rất là đâu. Được mệnh danh là nước chấm thần thánh mọi người ạ, bởi vì chấm được rất nhiều đồ ăn luôn, từ rau sống đến thịt đến cơm sôi. Chấm thịt gà này, thịt lợn này. Nói chung là rau luộc, nói chung là chấm tất cả các thức ăn mà mình ăn hàng ngày đó. Đấy, một lọ này là 3 lạng, Khay thường thường làm từ khoảng 2 lạng, 280 g đến 300 g. Một lọ Khay bán 50.000. Bạn nào lấy từ 5 lọ trở lên là Khay miễn ship nha mọi người nhé. Đấy, cứ từ 5 lọ trở lên là được miễn ship, được free ship luôn. Tỏi ta rất là mùi thơm Khai nhờ. Thơm và cay. Chắc được rồi đấy Khai đấy. Đây này. Béo lắm Khai ơi, con này béo lắm. Quá ngậy luôn. Khả năng. Rồi, giờ là Khai sẽ tách lấy thịt của con trai nhá. Cha trai, xôi. Con gái này. Con trai, con gái. Dính à? Ôi. Hai em đã xuống chậu rồi. Đấy, cái thì ấy coi Khai.
thử miếng thịt ở đấy rồi nha. Đấy. Em nó rất là nhiều nước. Con này ăn khả viện nó mới ngon khay nhỉ. Ừ. Thường thường là con này mang về là mình nhốt 1-2 ngày mình mới ăn nên là không phải làm lòng riếc gì. Ui nước nó. Nước làm canh thôi. Nhiều nước lắm con này ấy. Con này là cái máy lọc công nghiệp mà, mệnh danh của thiên nhiên ấy. Một ngày nó có thể lọc đến 20 đến 40 lít sao ấy, mình cũng không nhớ rõ lắm. Có con gầy vì nhốt đây mấy ngày thì nó bị gầy mất thôi. Ngày hôm nay là khay vào là sẽ ăn cơm ở nhà dưới, xuống nhà dưới chế biến thôi. Đấy ra rồi tí là mình sẽ nướng ở nhà dưới. Thỉnh thoảng ăn cơm nhà dưới nha. Bởi vì được ngày lên nhà rồi ấy. Thỉnh thoảng như dân tộc Thái bọn mình là phải tổng khoảng một tuần phải ăn cơm ở đấy 2 bữa chẳng hạn. Để kiểu như không để không bỏ trống nhà ấy. Tiên đòi ăn ấy. Kiểu như tổ tiên con đi lại còn ăn uống cùng ấy. Nói chung cái đấy là cái quan niệm thôi mà cũng không rõ lắm đâu. Thì ngày xưa nói thế thì mình cứ làm thế thôi. Nước đục như cái nước vo gạo ấy nhờ. Chắc nấu canh ngon lắm đây nhờ. Đây, được từng này thịt thôi nhờ, cả một nồi. Trời ơi, nước tầm một... còn cho một ít thôi nhưng mà nhiều thế này ấy nhờ. Nước quá, nước nhiều. Đây khay bắt đầu trộn gia vị nha mọi người nhá. Khay sẽ cho sa tế vào trong cái bát tỏi ớt xả kia. Sao xả cả? Cho một ít thôi à khay? Tưởng cho hết cả lọ chứ. Còn cho chẩm chéo nữa cơ mà đúng không? Chẩm chéo này cũng cay lắm. Ngồi không? Ui, được chưa? Đường ớt. Nó còn muối mì chính nữa chứ khay nhỉ. Muối chắc là đủ rồi quá. Tại vì có nước mắm rồi ấy. À. Mì chính. Mềm quá trời. Mê quá. Cho gia vị vào này mọi người này. Tôi mà không nghe. Làm cái chổi quét luôn. Cay đấy, cái này không phải đơn giản đâu, không biết nghiệp nó có ăn được không. Cay mới được không? Ừ, sửa nốt mấy con kia mình luộc lên đi nhỉ, để làm canh ấy nhỉ. Được rồi ba. Được rồi. Đây, khay chọn một ít rau mùi này. Lá gừng này. Một ít lá lốt này để thái cho vào cùng nhé mọi người nhá.
Trông sẽ ngon đấy nhỉ. Mì ăn đấy nọ. Mì bếp ăn nửa nọ. Cái này gần chín mới cho vào khai nhỉ. Rau ấy, kiểu như là nướng nó lâu ấy nên là sợ nó rau nó như mất khai nhỉ. Nó chuyển màu không đẹp lắm. Úi, nhìn nhìn quá là hấp dẫn luôn này, món này. Đây, Nhập nó đang lấy, Nhập với Ngân đang lấy đĩa để xuống nhà dưới để nướng mọi người ạ. Trên nướng trên những cái đĩa nung kia. Đấy, xuống nhà dưới mọi người ạ. Nhà vẫn còn vừa vụn thế này thôi mọi người, bởi vì các anh thợ đang hoàn thiện nốt cái nhà trên kia, mấy hôm nữa mới xuống nhà mình làm. Đây, sân nướng ở đây nha mọi người nha. Nướng trên lửa kia luôn à khay? Hay là đậy có than? Cho vào kia luôn á. Ôi mình quên, à không cần cho rau thực vật đâu nhỉ. Đi con này này, đứa mỏi. Đấy. Ô hay là vỡ. Nóng quá rồi Khai ơi, cho chắc là phải ra cho ra đâu. Tai nạn nghề nghiệp bây giờ ông đã lúa ấy. Đắng cái hương nát hơn đắng sóng phường không? Tăng gấp bơ lúa phải chứ. Lúa nó nè, lúa cà phê nó nhá hơn hung đó nó càng nữa. Nóng quá. Sôi ngay mà. Mẹ ơi, út làm cho mẹ cái cái đĩa nung cũng vớ được á nhỉ. Đấy. Không, một cái đi cho tí đã, tí đã. Ừ. Nhập nó cứ đòi làm khùng này. Có chín nồi không thầy? Cái này cho thêm một con nữa thầy, đĩa kia cũng cho thêm nữa, bốn đĩa này chắc là đủ rồi. Thế được nhiều phết nhỉ khách nhờ. Đây đĩa kia kìa, có chốt trúng kìa. Nhìn sướng nhờ Nhập nhờ. Ông là
kia nữa, kia không được. Này không được gì. Thầy nấu món đặc biệt thơm ngon bổ dưỡng hơn nhỉ. Hôm nay là phải ăn cơm ở đây nhá, không như lần trước đâu nhá. Chạy về nhà đâu nhá, hôm nay phải ăn cơm đây đấy. Ăn món này, thưởng thức món này thím Khay nấu ấy. Hôm nay là mình picnic ở nhà đấy Ngân nhá. Ngân là con gái của anh Tiên, anh trai họ của mình. Sắp chín chưa thầy? Cái này chín rồi, cái này. À. Quá chín rồi à? Đĩa kìa. Thơm quá. Thơm phương phức luôn à? Còn mối đĩa này với đĩa này là chưa chín mới có, còn có con trắng trắng này, nhưng mà cũng sôi ác rồi đấy, nóng ác lại thế này thôi đấy. Không bị lộn có mấy cái chi này. Ô nhập cho rau mùi vào. Thôi kệ nó thế thôi, không cần đâu, không cần đảo đâu. Đâu nghiệp tránh nào, tối quá. Sao đấy? Khói à? Con bị sao đấy? Yeah. Hú, nhìn hấp dẫn chưa? Có cần đào đào một tí không? Không cần đào con của nó đâu, chỉ ấy thôi. Đây. Ý cứ phải hắn cứ lo như cái lấy đâu. Ừ. Nhìn ngon thế Khay ơi. Con này béo gì. Tôi à thơ. Người ta nhớ. Đã chín mọi người ạ. À. Nóng ấy. Phải đấy cái. Nóng lắm không cầm được đâu. À vỡ một cái à? Vỡ một cái. À, tưởng là nóng không cầm được. Một cái để cho bố mẹ đi, ông bà đi. Mình sẽ ăn trước mọi người ạ. Bởi vì tí mới làm cơm ăn tiếp thôi. Làm cho ông bà nữa. Đây, rồi bọn mình sẽ ăn món này trước nha mọi người nhá. Nếu mà không no thì tí ăn cơm sau. Đấy. Vẫn là ăn cái này thì ăn phụ thôi nhở. Ăn phụ à? Ăn nữa hả? Còn đang làm cơm. Mời mọi người ăn cơm tối cùng gia đình bọn mình nhá. Mời các con ăn cơm nhá. Mình ăn cơm đi. Ngân ăn đi Ngân ơi. Ăn muốn thêm một con. Mời cả nhà nhá. Cắt cơn em trai. Ăn được không? Tạm được đúng không? Muối à? Ngon quá. Rồi mời mọi người nhá. Đây. Được con to. Con ăn được không? Có cay không Ngân? Con này ngon hơn nhiều ạ. Con đỏ kia ngon hơn nhiều ơi. Ngon anh em ạ. Ngon nhưng mà cay quá. Phải cay thì tiếng ngon chứ. Út còn ăn mì siêu cay được không à? Vị không ngon.
Ngon nhỉ? Bùi bùi ấy, địa nói. Ăn con đỏ thành nhập ơi. Ăn gia vị của nó không ngon. Chấm ơi. Thế nên mẹ cho gì vào đấy? Cho nhiều thứ lắm á. Bớt tỏi. Ngon lắm. Tương ớt xa xỉ. Con này to này con này. Thảo lao tay. Sướng nhỉ? Hả? Ngon như nấu cơm trong con. Nấu cho như dễ. Ăn hai con là no rồi thầy nhỉ? Thật to phết. Ăn đấy, con to đấy. Ăn con to kìa. Đấy, đấy, ớt dài, kiều vậy. Nước kìa. Nước. Nước này mấy lần nữa này. Sao? Diêu à? Sao ấy? Tưởng Diêu. Nước đun. Nước sôi. Rồi giờ là mình xin phép được kết thúc video của mình ở đây các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi ủng hộ kênh của mình nhá. Hôm nay được món khai chế biến rất là ngon luôn. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá.